Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại xã An Điền của huyện Ba Chi. Đến nay để ghi hình đang bán giùm cho anh này hai con bò. Ở đây có một con bò siêu cọp và một con bò xin lai. Nè, lai xin. Đó, ở đây có một con bò lai xin này là nó 6 cái vú rồi cô chú anh chị và các bạn. 6 cái vú mà 6 cái vú này phải gọi là 6 cái vú đều luôn. Còn con bò siêu cọp. Con bò siêu cọp này là con siêu cọp tơ, chưa đẻ lứa nào hết. Nó gieo tinh được 1 tháng 10 ngày, còn con kia gieo tinh được hai mấy ngày rồi. Con bò xin bên kia là hai mấy ngày gần tháng rồi. Thì ở đây cái giá bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền cho cô chú anh chị và các bạn luôn cái hình ảnh kèm theo cái giá cả. Này hai con bò này cái giá phải gọi là rất là hợp lệ. Nói đến cái dòng siêu cọp thì cô chú anh chị và các bạn biết rồi. Chắc có lẽ ở đây cũng có khá là nhiều cô chú và anh chị đã và đang nuôi những cái con siêu cọp này. Những con siêu cọp này phải gọi là nó cực kỳ là mát sữa nha. Cực kỳ là mát sữa, cái đường sữa của nó thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta khỏi phải sợ. Tại vì con một chục con siêu hay siêu Angus này là nó mát sữa hết 9 con rồi. Chỉ có một con thôi. Một con là nó không có mát sữa, tại vì biết sao không? Chủ nhà bỏ đói nó lấy gì có sữa đâu mà cho con bú. Đó, và nó đẻ con cực kỳ là xương to, rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi thì bây giờ Út sẽ cập nhật ngay và liền cho cô chú anh chị và các bạn cái hình ảnh của đôi bò này. Ở trên cái thảm cỏ này khá là nó đẹp. Đó, hình ảnh phải gọi là một góc cảnh quay phim, phải gọi là rất là thú vị và truyền cảm hứng cho bà con cô bác chúng ta những cái giây phút thư giãn cực kỳ là ok ha. Và bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với nội dung của buổi ghi hình ngày hôm nay. Đây cô chú anh chị và các bạn, trước mắt chúng ta là hình ảnh hai con bò. Một con là siêu cọp. Đây là con siêu cọp nè. Đó, siêu cọp chiều cao dao động khoảng 1m2 mấy, 1m3. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Chân móng là móng sò, cầm đứng thẳng. Rúng là đầy đủ, chân móng trước cũng là móng sò. Đây con siêu cọp này có hai sái tiền ở bên cổ. Sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, đầu trụi nha. Con này bơm tinh. Con này bơm tinh được tháng mấy rồi. Con này bơm tinh được hai mấy ngày nè. Đây cô chú anh chị và các bạn. Con này là Redman Lysine. Con này giá phải gọi là cực kỳ yêu thương. Con bò này giá chỉ có 28 triệu thôi cô chú anh chị và các bạn. Bò này chà bá luôn nha. Bò này chiều cao khoảng 1m3, 1m3 ngoài rồi. Nó chiều cao khoảng 1m3, 1m3 ngoài rồi. Mà nó giá của nó là 28 triệu cô chú anh chị và các bạn. Đó. Cái thùng dạo của nó nè. Đây bà con cô bác chúng ta cũng có thể thấy ha. Rúng là rúng chèn. Cái dàn rúng khá là gắt ha. Rúng là rúng chèn. Chân là móng sò cầm đứng thẳng nha. Đó. Tướng tá nè. Đây bà con cô bác chúng ta khỏi phải sợ phải mua lầm. Tại vì sao? Cái chiều cao của con bò một chút xíu Út sẽ cập nhật ngay và liền cho cô chú anh chị và các bạn. Con bò này là con bò tơ. Tơ chưa đẻ lứa nào luôn nha. Đó. Đây, sái bướm của con bò này đều hoàn toàn nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, rất là ok ha. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với con cọp. Con siêu cọp. Nói đến siêu cọp thì cô chú anh chị và các bạn biết rồi, lên sóng bao nhiêu là bà con cô bác chúng ta tranh giành mua bấy nhiêu. Tại sao? Những con siêu cọp nó đẻ con phải gọi là cực kỳ là mát sữa luôn. Cái đường sữa của con cọp với con Angus á là cái đường sữa của mấy con này em nói thiệt chứ mình không có chê vào đâu được. Nó mát sữa lạnh lùng luôn mà nó đẻ con xương cối đẹp cực kỳ. Đó, đây là những cái con bò này. Bây giờ em báo giá trực tiếp của chú anh chị và các bạn nha. Con cọp này có giá là 30 triệu. 30 triệu con cọp tơ nha cô chú anh chị và các bạn. Nó siêu cọp tơ, rất là ok. Chiều cao dao động khoảng 1m2 mấy, 1m3. Còn cái con bò lai xin bên đây, con bò lai xin bên đây á, chiều cao dao động nó cũng thì khoảng 1m2 mấy, 1m3 thôi. Mà con này nó ba giá của nó là có giá là 28 triệu. Mình nhìn con cọp này của chú anh chị và các bạn. Con cọp này cái đường sữa nó cao lắm. Cái đường sữa nó cao lắm, còn cái vú nó muốn xuống luôn. Đó, mới có tháng mấy mà không biết sao mà cái đường sữa hay là sao mà cái vú nó chà bá luôn. Đó. Đây là những cái mà phải gọi là hình ảnh cận cảnh để bà con cô bác chúng ta nhắm ơi mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể giao dịch được những con bò này. Cái giá cả và những cái hình ảnh cận cảnh Út sẽ cập nhật ngay và liền như cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ em sẽ ra em đứng em hạo thử cái chiều cao của con bò này so với em để bà con cô bác chúng ta sợ khỏi sợ phải mua lầm. Tại sao nhiều người người ta nói rồi mua con bò trên mạng không biết là thằng này nó bán có thật sự như vậy hay không, thật hư như thế nào. Và bây giờ Út sẽ cho cô chú anh chị và các bạn thấy thật rõ cái hình ảnh của Út đi lại gần con bò để mọi người biết được con bò này nó bay lớn chứ không phải là mọi người nghĩ là thằng này nó bán con bò không biết bự hay nhỏ mà nó bán nó kêu cái giá như vậy nha. Đây là cái chiều cao của con bò. Còn em là chiều cao em 1m75. Thì cô chú anh chị và các bạn ở gần xa chúng ta cũng biết được rồi. Con bò giống ở Ba Tri là nó có cái nguồn gốc và nó có cái thương hiệu từ trước đến giờ.
chứ không phải là mới khi mà em làm cái chương trình. Tại sao mà em lại đặt cái tên là chăn nuôi Ba Tri, hoặc là chăn nuôi bò Ba Tri, hoặc là Úc Ba Tri? Đó là những cái mà liên quan đến cái con bò giống. Tại vì con bò giống ở Ba Tri, em nói thiệt, người ta nuôi con bò con á, không phải như là những cái tỉnh thành khác đâu. Bà con cô bác biết sao không? Con bò ở Ba Tri người ta chọn lọc kỹ lắm. Con bò ở Ba Tri người ta chọn lọc thứ nhất là chân móng, thứ nhì là sái tích và dậu rúng của con bò là phải đầy đủ, phải hoàn thiện. Đấy, nó sẽ tạo ra những cái thế hệ sau, nó sẽ đẻ ra những cái con bò con phải gọi là nó rất là đẹp. Nó đẹp từ chân móng tới dậu rúng luôn. Và cái khi mà chúng ta nuôi cái con bò con, ủa hỏi tại sao là con bò Ba Tri nó lại mắc hơn những cái tỉnh thành khác, và cái con bò Ba Tri mà nó lại giá cái hình ảnh nó lại bự con hơn, nó cao to hơn, là tại vì cô chú anh chị biết sao không? Kính thưa mọi người, là con bò Ba Tri ở vùng quê của em á, người ta nuôi bò không phải là người ai cũng tính kinh tế hết. Bây giờ một cái đứa bé đi học mà nó còn tính kinh tế nữa mà. Sáng nó đi học, chiều về nhà nó đi phụ ba mẹ làm kinh tế. Đó, bởi vậy ai nuôi bò cũng tính kinh tế hết. Nhưng mà mình đừng có tính quá. Ở dân ở Ba Tri đây nè, người ta nuôi con bò, người ta ít khi nào mà người ta để cho con bò nó ốm nhôm, ốm nhách lắm. Bởi vậy bà con cô bác lên sống sao ở Úc nó quay bò đẹp không? Là tại vì cái xứ của em á, người ta nuôi bò, người ta không phải là người ta nói là người ta hay, nhưng mà người ta nuôi á, người ta không phải là người ta bỏ đói nó, người ta nuôi cho nó ăn nhiều hơn. Nhiều khi người ta nhịn đói mà người ta để dành tiền, người ta mua thức ăn cho con bò nó ăn nữa, cô chú anh chị và các bạn. Đó, bởi vậy cái con bò giống ha, từ khi giống như là mình chăm sóc một cái cây lúa đi, mình muốn đòi hỏi cái cây lúa đó nó có năng suất thì bắt đầu mình phải chăm sóc nó từ lúc mà nó nảy mầm. Giống như một cái cây mai đẹp thì mình phải uốn éo từ cái lúc mà nó mới mà nảy mầm. Đó, nó lên, nó tạo hình cho nó. Giống như một đứa con nít, mình muốn lớn lên nó phát triển, nó có tư duy đầy đủ và nó nhận thức đầy đủ, nó thì mình phải tâm lý nó, mình phải đào tạo cái tâm lý nó từ nhỏ, lớn lên nó mới có nhận thức. Ha, chứ không phải là tự nhiên cái cây đó mình lên bẻ cái là nó cong theo chiều mình. Con bò mình muốn nuôi cái là nó mập như cái theo cái chiều mình. Mình phải nuôi từ lúc mà nó còn trong thai. Mình phải cho con bò mẹ nó ăn đầy đủ chất dưỡng để nó tạo nên cái bào thai, nó tạo nên cái khung xương, tạo nên cái khung hình để cho con bò con nó sau này nó lớn con. Thứ nhất. Thứ nhì, con bò mẹ phải đầy đủ chất dưỡng mới có sữa để cho con bò con bú. Em nói là em nói như thế này, bà con nhiều khi bà con thương thì em mừng, còn ghét em thì em chịu. Chứ mình nuôi con bò mà mình về mình bỏ đói nó không à, biểu sao con nó mát sữa, biểu sao mà cái con nó lại xương to, dáng cao, thùng bự. Đó, đó là cái quan trọng ở đây. Còn cái hình ảnh của con bò này thì bây giờ Út sẽ cập nhật lại cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta coi cho kỹ nha. Đó, đây nè, hình ảnh của con bò, chiều cao cho tới dậu rúng chân móng, nói chung là em thấy là hoàn thiện ha. Sái bướm thì hoàn thiện hết. Con bò này có giá là 30 triệu. 30 triệu tròn, gieo tinh được tháng mấy. Còn con này gieo tinh được tháng nè. Con này giá của này 28 triệu, chà bá luôn. Chà bá luôn. Là em nói cái tiếng chà bá có nghĩa là con bò này bự dữ lắm của chú nhiều các bạn. Ha, tầm tiền này con bò này về nuôi mập mạp lên đàng hoàng là con bò này vô nọc, con bò này tàn nhất. Ha. Rồi thì bây giờ nãy giờ cũng phân tích rồi giới thiệu sản phẩm ha, rồi cập nhật thông tin đầy đủ hết trơn, và cuối cùng là bây giờ là chốt đơn nè. Ai có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em số điện thoại em để trong hình. Còn ai có cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào mục đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những cái video hàng ngày em đăng vào những cái khung giờ quen thuộc như là 8 giờ tối, 7 giờ tối và 12 giờ trưa mỗi ngày, tất cả các ngày trong tuần, lễ và Tết em cũng có đăng hết nha cô chú anh chị và các bạn. Đấy, đấy là những cái mà em muốn cập nhật và những cái thông tin em muốn cung cấp cho cô chú anh chị và các bạn, để cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể lựa chọn con giống với mức giá thành hợp lý. Đó, đó là những cái mà em muốn đề cập đến cho bà con cô bác. Thử hỏi mọi người nói thằng Út này nó làm cái như thế nào mà ngày nào nó cũng đi quay bò như thế này, nó lấy cái gì để thu nhập? Chắc chắn là sẽ có những bà con cô bác chúng ta, người ta sẽ đặt những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề này, và có những anh những chị đã tâm sự với em. Bây giờ em cũng xin trả lời luôn là kính thưa cô chú anh chị và các bạn, không phải em đi quay như thế này là em làm gì đâu. Em quay như thế này mọi người biết chị không? Thứ nhất là em tạo dựng cái thương hiệu của em. Thứ nhì là em
muốn cô chú anh chị và các bạn có một cái nơi để cô chú anh chị và các bạn có thể mua bán hoặc là trao đổi, trao đổi bò, trao đổi trâu, cũng như là có những cái trao đổi trong cái lĩnh vực chăn nuôi. Như là cô chú anh chị và các bạn có những cái mà thắc mắc thì cứ bình luận ở dưới phần bình luận dành cho khán giả đó, thì em nếu mà em giải đáp được thì em sẽ giải đáp, hoặc là em sẽ nhờ các chuyên gia để giải đáp cho cô chú anh chị và các bạn những cái lĩnh, những cái câu hỏi thắc mắc trong lĩnh vực chăn nuôi. Và cái cuối cùng là em sau này em sẽ tạo cho cô chú anh chị và các bạn một nơi để bà con cô bác chúng ta có thể mua bán trao đổi mà không có sợ phải bị là con bò này có nghiêm chỉnh hay không, bò này đàng hoàng hay không, giá thành có bị mắc hay không. Không có, sau này sẽ có một cái nơi để bà con cô bác chúng ta có thể tin tưởng vào nó và để phát triển kinh tế. Và bây giờ em xin gửi lời chào và kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem video của em. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp nha.